Chào anh em. Hôm nay tại Nguyên Thảo Mobile mình sẽ có mini game nhỏ nhỏ vừa giải trí với anh em. Đó là anh em sẽ comment 3 số cuối của email. Sau khi mình view email, mình sẽ so sánh 3 số cuối. Nếu anh em nào có 3 số cuối email trùng với cái số 3 số cuối, 3 số của anh em comment, mình sẽ giảm ngay 200 ngàn khi mua máy Samsung Galaxy Note 3, Note 4 hoặc Note 5 hoặc 1 đời bất kỳ tại Nguyên Thảo Mobile. Nào, xin mời anh em. Hôm nay mình sẽ giới thiệu sản phẩm Galaxy Note 5 phiên bản 64GB màu titanium. Trên tay mình là sản phẩm Galaxy Note 5 màu titanium, rất đẹp. Sản phẩm Galaxy Note 5 màu titanium rất hiếm, và hiếm hơn nữa chính là bộ nhớ trong 64GB. Sản phẩm Galaxy Note 5 được thiết kế kết hợp giữa kiếng và kim loại rất chắc chắn, với bộ nhớ trong 64GB, RAM 4GB loại 8, tạo một phong cách trẻ trung, năng động và đầy sáng tạo. Rất đẹp phải không anh em? Mời anh em comment 3 số email cuối cùng. Mời anh em comment 3 số email cuối cùng để được nhận ngay 200 ngàn. Mời anh em comment. Anh em comment 3 số email cuối cùng nhé. Đấy, mời anh em comment số tiền tiếp theo nhé. Người anh em khu Bắc đã comment email là 123. Rồi tiếp theo, sản phẩm Galaxy Note 5 màu titanium 64GB. Thank you.
Đây, anh em xem bộ nhớ trong của nó là 64GB. Rất khổng lồ. RAM 4GB. Màu titanium rất đẹp. Mời anh em comment ba số Bucky nhé. Nguyễn Hoàng Minh Quân comment 867. Xin chúc mừng. Sẽ gặp nhiều may mắn nhé. Và sau đây mình sẽ view email. Và sau đây là số email của máy Samsung Galaxy Note 5, 64GB, màu titanium, 367 367. Email là 367. Mời anh em chốt 367 367. Số email 367. Rồi, xin cảm ơn.